ghi nhận tại khoa đột quỵ não Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Chú Đặng Quang Anh ở Hưng Yên lo lắng không yên, túc trực bên giường bệnh chăm sóc bố năm nay đã 84 tuổi đang gặp tình trạng đột quỵ. Thời tiết nắng nóng gay gắt những ngày qua khiến thể trạng của những người cao tuổi như ông cụ suy giảm đi rất nhiều. Cơ thể ông mệt mỏi, hoạt động không nhanh nhẹn như thường ngày. Khi người nhà phát hiện ông vào cơn đột quỵ, ông có triệu chứng méo miệng, liệt nửa người. Ông năm nay là 84 tuổi. Ông đột quỵ lần đầu tiên. Khi phát hiện được là hai ông bà sống với nhau thì bà thấy ông khó chịu. Thì khi ông gọi bà thì bây giờ uớ rồi thì khi bà mới tóa hỏa mất tầm khoảng hơn tiếng sau mới chạy sang gọi hàng xóm. Thì khi anh em con cháu đổ về thì đã thấy ông mồm đã méo và đã bị liệt nửa người. Người cao tuổi là một trong những đối tượng nguy cơ cao đột quỵ bên cạnh những nhóm đối tượng như người bị tiểu đường, người mắc bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, người thừa cân, béo phì, người ít vận động. Đặc biệt, nguy cơ càng tăng cao với những đối tượng này khi thời tiết nắng nóng gay gắt. Bác sĩ tại khoa đột quỵ não Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa nắng nóng và nguy cơ đột quỵ. Chúng ta biết là đột quỵ có hai thể, đó là chảy máu não và nhồi máu não. Các cái nghiên cứu mà gần đây trên thế giới thì cứ tăng lên 1 độ C, số ca chảy máu não tăng lên là 24%, nhồi máu não thì tăng lên tới 36%. Khi mà thời tiết nắng nóng thì cơ thể là sẽ mất nhiệt, khi đó thì có thể gây nên cái tình trạng mất nước, rối loạn điện giải. Cái người bệnh mà có bệnh nền như huyết áp, tiểu đường là sẽ thay đổi về nhịp tim, thay đổi về huyết áp, thì khi đó thì cái nguy cơ đột quỵ sẽ tăng lên. Với tính chất nguy hiểm của bệnh lý đột quỵ, bác sĩ đã khuyến cáo những dấu hiệu dễ nhận biết nhất để người xung quanh kịp thời đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế khi phát hiện. Thứ nhất là về thăng bằng, ví dụ bệnh nhân là người bình thường mà đang bình thường đột ngột, bị choáng, ngất hay là mất thăng bằng. Thứ hai là về cái thị lực, bệnh nhân có thể là mất thị lực một phần hoặc mất thị lực hoàn toàn, đột ngột xảy ra. Thứ ba là về khuôn mặt, chúng ta quan sát khuôn mặt mà tự nhiên bị lệch, bị méo. Đó, thứ tư là về cái tình trạng vận động như là yếu chân hoặc là yếu tay, bệnh nhân không thể giơ tay lên được, không thể cầm nắm được đồ vật. Đó, tiếp theo là về lời nói. Khi mà chúng ta có cái lời nói méo tiếng hay là nói ngọng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt diện rộng. Bác sĩ khuyến cáo với những đối tượng nguy cơ cao nên lưu ý tránh hoạt động ngoài trời trong khung giờ 10 đến 16 giờ hàng ngày để tránh những rủi ro về sức khỏe.